Mến chào quý bà con cô bác. Minh Toàn đang còn lưu thông ở trên cái đường này, gọi là đường đi sang từ Bãi Cháy đi sang Hòn Gai, và phía trước của khu Sunwood Quảng Ninh. Khu này khu resort, em vào khu này chưa nhỉ? Đấy. Em vào khu resort xem đông chưa? Vào khi nào? Đợt đi với anh nhé. Đây, đường này thì toàn là những cái căn nhà liệt kê màu mè rất là trẻ trung. Xăm gì kia. Wow. Hả? Không biết. Anh học kiến trúc đâu mà biết cái nhà này nó xây theo kiểu dáng gì mà. Như thế này là hình như là xây theo kiểu Pháp. Hôm nay đi sang Hòn Gai để mà sang cái làng chài, để gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về làng chài, và muốn lên trên một số cái thuyền đánh cá để trải nghiệm một số cái cuộc sống ở trên đấy, trên thuyền. Ở Hạ Long thì một bên là đồi, một bên là biển luôn. Này khu rồi này rồi ổ rút tiếng Anh lắm thế bà con. Đây là đang đi trước phía trước của Hạ Long Bay. Hạ Long Park. Đây quảng trường này đang gì? Hạ Long. Cái phố này gọi là phố cổ của Hạ Long này. Hay là nay lên khu đồi Huyền Bí nhỉ?
À, huyền bí thì vé mọi người phải ấy, để hôm nào đi. Đây, đây là khu săn guốt của Quảng Ninh. Đây là cái đường vào khu săn guốt. Hôm nay chắc khá đông khách, du khách. Hay là vào trong khu Dragon này à, vào nhưng mà chưa ấy, thôi thế đi sang bên này, vào trong khu vui chơi mà. Mùa này thì vào trong khu săn guốt là chỉ có 50.000 một vé thôi. Ở cái khu nhà rồng này 50.000 một vé thôi. Còn mùa kia là 300-350 mùa du lịch ấy. Toàn đang do dự là không biết là nên sang làng chài quay hay là vào khu khu Hạ Long Bay này, khu săn guốt Quảng Ninh này. Rồi chúng ta đi sang phía bên kia đi, phía bên tàu thuyền đánh bắt cá đi. Hôm đám cưới con chị Hà ở khách sạn Vinham này mà anh cũng không nhớ đâu. Rồi, đoạn đường này có đoạn đường cong 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 đi nguy hiểm lắm chứ là con. Đây, ta bắt đầu đi bước vào đoạn đường cong ở dưới cây chân cầu Bãi Cháy. Đoạn đường này thì khúc khuỷu thôi. Cung đường này là cung đường có thể nói là vòng vèo nhất ở Quảng Ninh. À, vòng vèo nhất ở Hạ Long thôi. Quảng Ninh thì đi ra Móng Cái còn có mấy đoạn nữa. Đi Cái Lân này, Cái Lân là rẽ trái này. Và đi sang Hòn Gai rẽ phải này. Ôi, có em gái lúc căng đi xe. Kinh.
đấy sẽ lào như kiểu đây. Đoàn này ai mà tay lái mà yếu nhắm đi đâu nhỉ? Ngược xuống. Mua nhà mà mua khu đấy thôi, tốt nhất đừng có mua. Đường nó dốc hẳn xuống luôn á. Cùng đường này đúng rồi, còn vào nhất Hạ Long luôn, còn vào nhưng mà nó bằng phẳng đó. Đấy, còn bóng đường vào chúng ta là bắt đầu lên cầu Dân và chuẩn bị lên cầu Bãi Cháy. Trước mặt chúng ta là cầu Bãi Cháy. Phan Thị Bích Hằng là bảo cầu Bãi Cháy sập năm bao nhiêu nhỉ? 2012 à? Đây, chúng ta đang bắt đầu là lên cầu Bãi Cháy đây. Đấy. Đứng trên cầu Bãi Cháy này thì nhìn được hai bên Hòn Gai và Bãi Cháy. Cái đằng trước là vòng quay mặt trời. Trên đèo Ba nguy hiểm quá nhỉ. Đi cáp treo là đi từ bên Bãi Cháy sang phía bên này lên lên cái vòng quay mặt trời đấy, xong rồi đến khu vườn huyền bí. Đây vòng quay mặt trời. Móng Cái là 164 km.
Thank you.